Và các bạn ơi, phía trước đây là cái pha đèn xe Sonic. Đây là chính hãng luôn, pha mới một thật 100% luôn ha. Đây là mình mới vừa mua trong hãng luôn các bạn, pha này gần 2 triệu nha. Và anh khách hàng này anh ở Tây Ninh thì anh đặt shop bên mình là hôm nay chuyển cọc cho mình luôn. Và kêu là mình phải lên tới tận nhà của anh làm. Mà tiền công anh cho thêm nha các bạn. Đó, và anh chơi là B-Speed Ultra. Đó các bạn ha. Code 58W, pha 68W nha các bạn nha. Đó, pin này thường thì cho ô tô các bạn, lắp cho ô tô ha. Và nhiệt màu trắng các bạn. Đó, nhiệt màu là 5.500 các bạn nha. Rồi ok, và hoàn thiện xong thì lên tới nhà của ảnh á, thì mình sẽ quay cho các bạn xem, quay cho các bạn thấy. Đó, ok ha, xe này đây là cho mới nha các bạn nha. Rồi, ảnh lên cái cầm nữa các bạn. Cầm này là cầm CB650, CBG650 ha. Đó, có vaccine luôn, có tắt mở đèn luôn, nói chung là đầy đủ hết. Rồi, mình đã xong rồi các bạn ơi. Thì phía trước đây là chuẩn bị lắp cái kiến vô nữa là ok nha các bạn. Đó, ok, sáng thì mình đi xuống Tây Ninh lắp cho anh khách hàng luôn, mà các bạn xem hết video nha. Và các bạn ơi, mình đã hoàn thiện xong. Đây là hiện tại là mình đang giáp ranh với Campuchia luôn các bạn. Đó, giao cho anh trai một bài luôn ha. Đó, và anh khách hàng này đây là chiếc Sonic các bạn. Và ảnh còn đang lên nhiều đồ chơi lắm, nên mình chỉ lắp cái đèn cho ảnh thôi các bạn nha. Rồi, lên cầm với ơi, cầm CB650, CBG650 nha. Đó, đây chính hãng luôn các bạn, Honda luôn ha. Rồi, ok, mở code các bạn ha. Rồi, pha. Đó, ok, rồi tắt đi. Anh thích là cái vòng này các bạn, nói chung là anh thích cái vòng này. Anh đưa mình coi cái mẫu này, anh thích cái mẫu này nha. Hiện tại lên chơi mắt quỷ đỏ, vòng màu trắng nè. Đó, mình làm tới chỗ luôn. Đây, cầm CB650 ha. Con tắt mở đèn chính hãng luôn. Hiện tại là anh tháo cái cầm zin ra, xin lỗi, anh tháo cái ghi đông ra để anh sơn nữa các bạn, nên anh chưa gắp vô hoàn thiện các bạn nha. Đó, mình chỉ lắp cái đèn cho anh thôi. Rồi ok ha, bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop nha, cảm ơn các bạn. Đó, rất là chất luôn ha. Ánh sáng cốt pha thì mình canh cho nó chuẩn rồi các bạn. Đó, canh là vừa tầm chuẩn rồi ha, hiện tại đang ban ngày pha. Đó, pha này. Nghe rồi cốc cốc đã không? Ok.